Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Tôi đang ở đây là trong một căn nhà mới xây được một năm, hơn năm một chút, thuộc phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu, trong một con hẻm của đường Hồ Chí Tân. Căn này có diện tích là 67,8 m², chiều ngang là 6 m, sâu 11 m. Đúng rồi, sâu 11 m rưỡi, chính xác 11 m 45 á, 449. Ở đây là dưới tầng trệt này, có phòng khách này, hoặc là chỗ này có thể đỗ ô tô được này. Đó. Đây là hẻm ô tô 4 m quý vị nhá, chiều ngang 6 m. Bên dưới thì có phòng khách này, đây này là phòng bếp, ha, đây bếp đây. Đây là phòng bếp này, đó. Phòng bếp này nó có cái vách ngăn này rất là hay này, cắt CNC, tôi thấy rất là đẹp, đó. Bằng gỗ nhé, đấy, vách ngăn bằng gỗ CNC. Đấy. Nội thất tủ bếp bằng gỗ. Đó. Rồi. Cửa bên ngoài thì dùng bằng nhôm Sinpha. Đây, cầu thang kính nắp bằng đá granite loại tốt này. Đấy, đá đen này tốt này, sạch sẽ này. Đây là cái phòng khách ở đây ha. Nhà ba cậu luôn hả? Dạ. Wow, đây phòng sinh hoạt chung này, gọi là phòng khách được. Ở phía ngoài, ở bên dưới này mình có thể là để ô tô, còn bên trên này thì là phòng khách. Đây là một phòng ngủ phía sau, đó. Đây ngâm rượu này ha. Rồi bây giờ mình lên trên trên lầu 2 ha. Đấy, đá hoa cương loại tốt đấy quý vị nhá, rất là sạch. Đây một phòng, phòng ngủ ở đây ha. Gió mát nhỉ. Đây là phía ban công ở ngoài này. Đây nhà đối diện này. Đấy, rất là đẹp. Đây, xây 3 lầu. Đây nhà mình là xây 2 lầu thôi. Đây phòng ngủ phía ngoài. Đấy, có thể thở ở đây. Phía nào mình có 3 phòng ngủ, một phòng sinh hoạt chung, đây là phòng khách. Đó. Giá chào bán bây giờ là 5,3 tỷ. Căn nhà này là hướng Tây Nam á, hợp với những người mệnh Tây Tứ Trạch. Đó. Đây một phòng ngủ này. Đây một phòng ngủ. Có cần quay đâu. Đây một phòng ngủ đây. Đấy, phòng ngủ chính cho hai vợ chồng này. Tủ quần áo các thứ này. Đó. Đó, đây. Mình đi xuống này. Đây là rượu gì ta? Rượu tự ngâm đúng không? Sâm này. Đấy thì giá là 5,3 tỷ thì tôi thấy mức giá là vô cùng hấp dẫn ấy, bởi vì xung quanh đây đất người không, người ta đã bán là 3,6 tỷ rồi, 3,6 tỷ rồi. Và bây giờ một căn nhà này là làm phải tới 2 tỷ. Đấy, nên là mức giá này tôi thấy là vô cùng hợp lý. Là 3,6 tỷ một lô đất là nó còn diện tích nó không được đẹp như thế này. Bởi vì cái này ngang tới 6 m. Nên là mức giá đó là tôi thấy rất là hợp lý quý vị nha. Quý vị nào quan tâm thì cứ liên hệ chúng tôi theo các số điện thoại bên dưới nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video sau.